Hey guys, welcome back to lời giải hay.com channel. Chào các em, chào mừng các em đã quay trở lại với kênh của lời giải hay.com. Today we learn part 6, writing. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục tìm hiểu bài số 6, đó chính là kỹ năng viết các em nhé. A problem solving report on protecting tigers. Và chủ đề viết ngày hôm nay chúng ta sẽ học đó là báo cáo giải quyết vấn đề bảo vệ hổ. One. Working pairs, read the solution and write the threads. Chúng ta hãy làm việc theo cặp, đọc các giải pháp và viết các mối đe dọa. Chúng ta sẽ đầu tiên có threads, các mối đe dọa, solutions, giải pháp. Giải pháp thứ nhất, stopping deforestation, chấm dứt nạn phá rừng, restoring degraded habitats, khôi phục môi trường sống bị suy thoái rebuilding or replacing habitats that have been lost. Xây dựng lại hoặc là thay thế môi trường sống đã bị mất. Vậy chúng ta thấy rằng mối đe dọa đó chính là à, mối đe dọa chính là bị mất môi trường sống, đúng không? Vậy chúng ta sẽ điền được câu số 1. Đó, chúng ta có mối đe dọa đó là loss of habitat. loss of habitat. Đó, mất môi trường sống. Next, number two. Số hai. Introducing stricter laws and harsher punishment to stop poachers from killing and selling tiger pass. Ban hành luật chặt chẽ hơn và hình phạt khắc nghiệt hơn để ngăn chặn những kẻ săn, bắt, giết và và bán các bộ phận của hổ. Vậy chúng ta sẽ có rằng đó chính là nạn gì nhỉ? À, chính là nạn săn trộm đúng không? Săn trộm và buôn bán bất hợp pháp các bộ phận trên cơ thể. Vậy chúng ta có thể viết phần đó là poaching, phần đe dọa đúng không? Là poaching and illegal trade in body parts. Đó. Vậy chính là à săn trộm và buôn bán bất hợp pháp các bộ phận trên cơ thể. Tiếp tục number 3, số 3. Educating people about the importance of tiger conservation. Hãy giáo dục người dân về tầm quan trọng của việc bảo tồn hổ. Reducing demand for tiger parts. Giảm nhu cầu về các bộ phận của hổ. Vậy chúng ta thấy rằng trong phần số 3 đang nói về cái gì nhỉ? À đang nói về tăng nhu cầu đúng không? cái việc tăng nhu cầu của các bộ phận trên cơ thể con hổ vậy chúng ta có thể điền đó là uh, rising đó, cái mối đe dọa đó là rising demand tăng nhu cầu for tiger parts cho các bộ phận trên cơ thể của con hổ đó. vậy đó chính là những cái uh, giải pháp và chúng ta đã viết được những cái mối đe dọa Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang phần số 2. Chúng ta cùng đọc yêu cầu phần số 2 như sau. 2. Read the read the announcement and write a problem-solving report. Use the ideas in one and the outline below to help you. Bài này yêu cầu chúng ta là đọc thông báo và viết báo cáo giải quyết vấn đề, sử dụng những ý tưởng ở phần số 1 và dàn ý dưới đây để giúp bạn. Chúng ta sẽ xem phần ý tưởng sau đây. The tiger is one of the most endangered, animal, endangered animals in the world. The Wildlife Magazine is holding a writing competition to raise people's awareness about conserving tigers. Write a report from 180 to 200 words describing the threats facing tigers and suggesting possible solutions. Hồ là một trong những loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng cao nhất trên thế giới. và tạp chí động vật hoang dã đang tổ chức một cuộc thi viết nhằm nâng cao nhận thức của mọi người về việc bảo tồn loài hổ. Hãy viết một báo cáo từ 180 đến 200 từ mô tả các mối đe dọa mà loài hổ phải đối mặt và đề xuất các giải pháp khả thi. Chúng ta có thứ nhất chúng ta sẽ nhìn vào cái phần dàn ý sau đây. To gửi đến from từ ai, subject tiêu đề, date ngày tháng phần đầu tiên introduction mở bài this report describes the threats and that, that, that and suggests some solutions to the problem báo cáo này mô tả các mối đe dọa chấm chấm, và đề xuất một số giải pháp cho vấn đề threats các mối đe dọa research has shown that nghiên cứu chỉ đã chỉ ra rằng another serious threat is một mối đe dọa nghiêm trọng khác là solutions các giải pháp. One solution is, một giải pháp là. Second, it is important to, thứ hai, điều quan trọng là. In addition, we should, ngoài ra, chúng ta nên. Phần tiếp theo conclusion, kết bài. In conclusion, there, tóm lại là có cái gì. Therefore, we recommend, vì vậy, chúng tôi khuyến nghị. Đó, về chúng ta sẽ cùng nhau viết một cái quảng cáo đúng không một cái thông báo để về về việc giải quyết cái vấn đề đó là nạn săn trộm hổ đúng không nạn săn hổ vậy cô đã có một bài mẫu kem có thể tham khảo bài mẫu sau đây của cô nhé trong phần kỹ năng viết chúng ta cùng xem phần bài mẫu nhé to the wildlife magazine Đầu tiên là gửi đến tạp chí động vật hoang dã From Nguyễn Thế Trọng Và người viết có tên là Nguyễn Thế Trọng Subject Threats facing tigers and possible solution à, Tiêu đề đó là các mối đe dọa đối với loài hổ và các giải pháp khả thi Date May of 5 2025 à, ngày viết là ngày mùng 5 tháng 5 năm 2025 Vậy đầu tiên bạn ấy có viết mở bài như sau this report describes the main threats facing white tigers and suggests some solutions to the problem. research has shown that over the last 100 years, many of the white tigers' natural habitats have been lost due to human activity and development. Humans and tigers continue to compete for space. Deforestation continues as people clear forests for farming, roads, and housing. As a result, tigers are forced to live in smaller, unnatural environments where it is hard to find food. Another serious threat to white tigers is poaching and illegal trade in tiger parts, although the demand for fur coats made of tiger skins has decreased. Tigers are still poached for other body parts used to make traditional medicine. Ở à, đầu tiên nói tiếp là uh, các nghiên cứu đã chỉ ra rằng trong 100 năm qua thì nhiều môi trường sống tự nhiên của loài hổ hoang dã đã bị mất do hoạt động và sự phát triển của con người. Con người và loài hổ vẫn tiếp tục cạnh tranh không gian nạn phá rừng vẫn tiếp diễn khi con người phá rừng để canh tác, làm đường và xây nhà. Do đó, hồ loài hổ buộc phải sống trong những môi trường nhỏ hơn, không tự nhiên, nơi khó tìm thấy thức ăn. Và một mối đe dọa nghiêm trọng khác đối với loài hổ hoang dã là nạn săn trộm, săn trộm và buôn bán trái phép các bộ phận của hổ. Mặc dù nhu cầu về áo khoác lông làm từ da hổ đã giảm, nhưng loài hổ vẫn bị săn trộm để lấy các bộ phận cơ thể khác dùng làm thuốc y học cổ truyền. What can we do to save tigers from extinction? One solution is to stop deforestation, restore degraded habitats, and rebuild or replace habitats that have been lost. In addition, educating people about the importance of tiger conservation is also very important. This will increase public awareness of the threats facing tigers and have reduced demand for tiger parts. Finally, government should introduce stricter laws and harsher punishment to stop poachers from killing and selling tiger parts. làm hổ chủng, khôi phục các môi trường sống đã bị suy thoái và xây dựng lại hoặc thay thế các môi trường sống đã mất. Ngoài ra thì việc giáo dục mọi người về tầm quan trọng của việc bảo tồn loài hổ cũng rất là quan trọng. Và điều này sẽ nâng cao nhận thức của công chúng về các mối đe dọa mà loài hổ phải đối mặt và giúp giảm nhu cầu về các bộ phận của hổ. Cuối cùng, các, các chính phủ thì nên đưa ra luật nghiêm ngặt hơn và hình phạt khắc nghiệt hơn để ngăn chặn những kẻ săn trộm, giết và bán các bộ phận của hổ phần kết luận In conclusion, there are several threats facing tigers. Therefore, we recommend that governments and organizations should act now so that tiger can be saved. tóm lại thì có một số mối đe dọa mà loài hổ đã phải đối mặt. Do đó, chúng tôi khuyến nghị rằng các chính phủ và các tổ chức nên hành động ngay bây giờ để có thể cứu được loài hổ. vậy đó là một cái phần viết mẫu của cô trong phần writing và bài ngày hôm nay chúng ta đã học được một cách đó là à chúng ta đã học được về bài đó là viết báo cáo về một vấn, giải quyết vấn đề trong việc bảo vệ loài hổ đúng không và bài ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi vậy hẹn gặp lại các em trong các bài giảng tiếp theo của lời giải hay com nhé goodbye